Bản tin tổng hợp sáng ngày 27 tháng 12 Thua Thái Lan 0-2 sau 2 lượt trận, đội tuyển bóng đá Việt Nam dừng bước ở AFF Cup Trung Quốc, Tây An phong tỏa thành phố, Samsung và nhiều công ty khác gặp khó Tâm điểm sáng nay, năm 2021, Trung Quốc gặp mai phục tứ phía Robot hình người tiên tiến nhất thế giới khiến nhiều người phải lo lắng Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp Sáng ngày 27 tháng 12 của DKN TV Kính chúc quý vị có một ngày mới sức khỏe và bình an Và bây giờ kính mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết Việt Nam dừng bước ở AFF Cup 2020 Kính thưa quý vị, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã hòa Thái Lan 0-0 ở trận bán kết lượt về vào tối 26 tháng 12. Kết quả chung cuộc sau hai lượt trận, Việt Nam thua 0-2, trở thành cựu vương AFF Cup 2020. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên của tuyển Việt Nam Park Hang-seo thừa nhận thất bại, nhưng khẳng định tuyển Việt Nam đã làm mọi thứ. Ông Park nói, huấn luyện viên của đội thất bại thì không có gì để nói. Khi được hỏi kế hoạch tương lai sau thất bại trong mục tiêu bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á, huấn luyện viên của tuyển Việt Nam nói rằng Câu chuyện của tương lai tôi chưa nghĩ ra. Với tư cách là huấn luyện viên trưởng ở giải này, tôi cũng không biết nói gì. Theo ông Park, thua thì tiếc, nhưng đây là những con người tốt nhất của chúng ta. Ở bên kia, huấn luyện viên Alexander Poking đã dành hết lời khen ngợi các học trò khi Thái Lan bước vào chung kết. Ông Poking cho biết tuyển Việt Nam đã chơi như cách ông đã tính toán vì Việt Nam sẽ đẩy cao đội hình, chơi rắn và quyết liệt. Ông nói rằng các cầu thủ Thái Lan phải biết cùng nhau đoàn kết, đó là điều tôi đã nói vào ngày hôm qua, bởi Việt Nam không có gì để mất trước trận đấu này. Tiếp theo chương trình là phần tin tức liên quan đến Trung Quốc. Tây An phong tỏa thành phố, Samsung và nhiều công ty khác gặp khó. Thưa quý vị, gần đây, các nhà chức trách Trung Quốc đã bất ngờ tuyên bố phong tỏa thành phố Tây An với lý do dịch bệnh, khiến cho hoạt động của rất nhiều công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó có gã khổng lồ Samsung của Hàn Quốc. Theo tin từ hãng thông tấn Chunhap, vào hôm 24 tháng 12, nhà máy sản xuất chất bán dẫn của Samsung tại Tây An phải bước vào trạng thái hoạt động khẩn cấp nhằm bảo đảm hoạt động sản xuất. Nhà máy Samsung Tây An là cơ sở sản xuất bộ nhớ bán dẫn duy nhất ở nước ngoài của Samsung, chịu trách nhiệm sản xuất 40% sản lượng chip nhớ flash NAND của Samsung. Theo dữ liệu của Guint, có 47 công ty niêm yết ở Tây An, hầu hết là các công ty công nghiệp, chủ yếu là máy móc công nghiệp. Hàng không vũ trụ và quốc phòng. Hôm 23 tháng 12, một nhà máy sản xuất xe điện lớn ở Trung Quốc là BYD cho biết dịch bệnh đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của họ ở khu công nghiệp Tây An và công ty đang tích cực phối hợp ứng phó. Ngoài ra từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 12, các công ty niêm yết tại Tây An như tập đoàn Longyi, công ty du lịch Tây An và nhiều công ty khác đều phải đưa ra thông báo hoặc đưa ra các phản hồi liên quan do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Theo trang tin giới diện Jianian News, dịch bệnh đã ảnh hưởng đến hơn 10 công ty niêm yết ở Tây An. Báo cáo cho biết, cho đến nay, thành phố Tây An có một khu vực rủi ro cao và 115 khu vực rủi ro trung bình. Theo báo cáo từ Ủy ban Y tế Sức khỏe tỉnh Thiểm Tây, ngày 24 tháng 12, tỉnh Thiểm Tây có 78 ca nhiễm mới COVID-19 tại địa phương. Tính từ ngày 9 tháng 12, tỉnh Thiểm Tây đã xác nhận có tổng cộng 342 ca nhiễm trong đó có 330 trường hợp ở Tây An, 7 trường hợp ở Diên An và 5 trường hợp ở Hàm Dương. Các con số này khá thấp nếu so sánh với các ca nhiễm ở những nơi khác trên thế giới. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc luôn có lịch sử tra giấu dịch bệnh, nên ngoại giới đã cho rằng con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều. Chuyển sang một diễn biến đáng chú ý khác. Năm 2021, Trung Quốc gặp mai phục tứ phía. Kính thưa quý vị, năm 2021, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiếp tục phá hủy hệ thống luật pháp và tự do ở Hồng Kông, vi phạm nhân quyền ở Tân Cương, tiến hành uy hiếp quân sự đối với Đài Loan, cưỡng bức kinh tế đối với các nước như Úc và Litva và cố gắng xuất khẩu cái gọi là mô hình Trung Quốc. Ngoài ra, trong năm vừa qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã tăng cường quyền kiểm soát đối với các doanh nghiệp tư nhân, việc kiểm soát thông tin và dư luận cũng lên một tầm cao mới. Các hoạt động khác nhau của Bắc Kinh đã khiến rất nhiều quốc gia cảm thấy bất an và lo lắng. Từ Bắc Mỹ sang châu Âu, Đông Á đến Nam Á, đến Australia, ngày càng nhiều nước đã phải đánh giá lại quan hệ với Trung Quốc. Đối với các vấn đề mà giới chấp bu Trung Nam Hải coi là lợi ích cốt lõi của mình, chẳng hạn như Tân Cương, Hồng Kông, Đài Loan và Biển Đông, rất nhiều quốc gia lớn đã hợp lực để chống lại. Một số liên minh để kiềm chế Trung Quốc cũng đã xuất hiện. Trao đổi với đại tướng nói Hoa Kỳ, VOA, Luke Petit, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Đan Mạch cho biết, hướng đi của Đảng Cộng sản Trung Quốc khiến phương Tây lo ngại. Ông nói rằng có nhiều lo lắng khác nhau, các quốc gia khác nhau có những lo lắng khác nhau, nhưng những lo lắng chung là hướng đi lên của Trung Quốc. Theo ông, một số yếu tố trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc đang phá vỡ lợi ích và giá trị của các nước khác. Ngày càng có nhiều quốc gia phát triển quan hệ với Đài Loan, Đài Loan được Đảng Cộng sản Trung Quốc coi là vấn đề trọng tâm nhất và cũng nhạy cảm nhất. Tuy nhiên vào năm nay, Bắc Kinh đã nhận ra rất nhiều quốc gia đã dám động chạm đến vấn đề này, bất chấp cảnh báo của họ. Ngày càng có nhiều quốc gia sẵn sàng giúp đỡ Đài Loan mở rộng không gian quốc tế. Gần đây nhất, vào ngày 15 tháng 12, một phái đoàn bao gồm 5 thành viên của Quốc hội Pháp đã đến Đài Bắc trong chuyến thăm Đài Loan kéo dài 5 ngày trưởng phái đoàn kiêm cựu diễn giả François de Rugy đã nói tại Đài Loan rằng nếu không có hòa bình ở eo biển Đài Loan thì sẽ không có sự ổn định. Từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 12, Hoa Kỳ đã mời Đài Loan tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Dân chủ Toàn cầu, trong khi Trung Quốc và Nga đã bị loại. Ngày 18 tháng 11, Văn phòng đại diện Đài Loan tại Litva đã chính thức được thành lập. Trung Quốc ngay lập tức hạ cấp quan hệ ngoại giao để trả đũa Litva. Tuy nhiên, quốc gia nhỏ bé này không hề khuất phục. Họ tuyên bố sẽ có những điều chỉnh tương ứng để đối phó. Vào cuối tháng 11, đại diện của Quốc hội Litva và các nghị sĩ từ hai quốc gia bàn tích khác là Latvia và Estonia cũng đã đến thăm Đại Bắc. Vào đầu tháng 12, Litva xác nhận rằng họ sẽ tẩy chay thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh vào tháng 2 năm sau. Cách tiếp cận của Litva được các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu-EU ủng hộ. Trên thực tế, không chỉ Litva mà toàn bộ thái độ của châu Âu đối với Bắc Kinh đang thay đổi. EU đang thực sự mở rộng liên hệ và trao đổi với Đài Loan. Vào tháng 11, Nghị viện châu Âu đã cử một phái đoàn chính thức đến thăm Đài Loan lần đầu tiên trong lịch sử. Trưởng đoàn, thành viên Nghị viện châu Âu người Pháp Raphael Klugman cho biết, đối với châu Âu, Đài Loan là một đối tác quan trọng. Vào tháng 10, Nghị viện châu Âu đã thông qua báo cáo đầu tiên Hợp tác và quan hệ chính trị EU Đài Loan, khuyến nghị EU cải thiện quan hệ với Đài Loan, bao gồm đổi tên Văn phòng Kinh tế và Thương mại Châu Âu của Đài Loan thành Văn phòng EU Đài Loan và ra mắt chương trình hiệp định đầu tư song phương. Báo cáo nhấn mạnh rằng xung đột quân sự ở eo biển Đài Loan sẽ không chỉ gây ra hỗn loạn kinh tế lớn, ảnh hưởng đến lợi ích của châu Âu mà còn phá vỡ nghiêm trọng trật tự dựa trên luật lệ trong khu vực, cũng như các khuyến nghị về quản trị dân chủ, tập trung vào nhân quyền, dân chủ và pháp quyền. Australia và Nhật Bản cũng đã tăng cường quan hệ với Đài Loan. Và lãnh đạo hai nước này đã tuyên bố rằng nếu điều gì đó xảy ra với Đài Loan, khó có thể tưởng tượng rằng hai nước này sẽ khoanh tay đứng nhìn. Canada cũng đang tăng cường quan hệ với Đài Loan. Vào tháng 6 năm nay, Hạ viện Canada đã nhất trí thông qua Đạo luật Khung quan hệ Canada-Đài Loan. Các nội dung quan trọng của dự luật bao gồm ủng hộ việc Đài Loan tham gia vào các tổ chức quốc tế đa phương, bao gồm Tổ chức Y tế Thế giới WHO, và tổ chức hàng không dân dụng quốc tế ICAO. Khi tổng thống Đài Loan hoặc các quan chức chính phủ cấp cao thăm Canada không chính thức, họ nên được miễn trừ khỏi luật nhập cư và bảo vệ người tị nạn của liên bang. Trên Tây Thái Bình Dương, thường xuyên diễn ra các cuộc tập trận quân sự của đa quốc gia. Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền trên 90% ở Biển Đông. Từ năm 2010, chính quyền Trung Quốc đã tiến hành cải tạo các đảo ở khu vực này. Một thực tế không thể chối cãi là sức mạnh của Trung Quốc trên Biển Đông đang tăng lên từng ngày. Vào năm 2021, tình hình này đã thay đổi. Năm nay, các nước như Đức, Pháp, Anh, Canada đều điều tàu chiến đến Biển Đông. Mặt khác, các cuộc tập trận chung của nhiều quốc gia ở Tây Thái Bình Dương vẫn tiếp tục. Các nhà phân tích chỉ ra rằng điều này cho thấy ảnh hưởng và khả năng kiểm soát Biển Đông của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang suy yếu. Vào cuối tháng 11, Hải quân 5 nước Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Canada và Đức đã tổ chức một cuộc tập trận chung ở biển Philippines ở Tây Thái Bình Dương. Vùng Thái Bình Dương, vào giữa tháng 10, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc đã khởi động giai đoạn 2 kéo dài 4 ngày của cuộc tập trận hải quân chung Malabar ở vịnh Bengal. Cũng có thông tin cho rằng hải quân Đức có kế hoạch điều động các tàu khu trục nhỏ và tàu tiếp tế của Đức tới khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương 2 năm một lần. Michael Green Phó chủ tịch cấp cao phụ trách các vấn đề châu Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, một tổ chức tư vấn của Hoa Kỳ cho biết, tại một cuộc hội thảo của CSIS về cơ chế đối thoại an ninh bốn bên vào tháng 11, rằng Hải quân Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc rất mạnh. Bốn quốc gia này cùng hành động để gửi thông điệp tới Trung Quốc rằng là một quốc gia dân chủ, họ phải bảo đảm an toàn cho các kênh thương mại và tôn trọng pháp quyền trong các lĩnh vực gây tranh cãi quốc tế. Vào đầu tháng 10, các tàu chiến của Anh, Mỹ, Nhật Bản, Canada, New Zealand và Hà Lan đã tiến hành một cuộc tập trận chung ở biển Philippines. Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Ben Wallace, hồi tháng 10 đã thông báo anh sẽ khai triển vĩnh viễn hai tàu chiến đến vùng biển Ấn Độ Thái Bình Dương. Hành động quân sự lớn nhất ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương diễn ra vào tháng 9 năm nay khi Anh, Mỹ và Australia đã tuyên bố thiết lập thỏa thuận an ninh ba bên AUKUS. Theo thỏa thuận này, Mỹ và Anh sẽ giúp Australia phát triển tàu ngầm hạt nhân. Có người chỉ ra rằng đây là hình thức phôi thai của việc các nước phương Tây thành lập liên minh quân sự ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương để đối phó với Trung Quốc. Điều đáng nói là Mỹ đã 11 lần đưa tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan trong năm nay. Vào tháng 10, sau khi Giám đốc Tài chính Mạnh Vạn Châu của Huawei và vụ hai công dân Michael của Canada kết thúc, Hải quân Hoàng gia Canada cũng đã cử các tàu khu trục nhỏ đi qua eo biển Đài Loan cùng với các tàu chiến của Hoa Kỳ. Ngoài ra, giống như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu đã xây dựng chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của riêng mình và chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Canada cũng đang được thực hiện. Theo chiến lược mới của EU, các nước châu Âu sẽ khai triển nhiều lực lượng hải quân hơn ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Với tư cách là chủ tịch luân phiên của EU vào năm tới, Pháp đã tuyên bố rằng khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương sẽ là trung tâm hoạt động của EU dưới sự lãnh đạo của nước Pháp. Ngoài các cuộc tập trận quân sự và các chuyến hải hành thường kỳ của các cường quốc ở châu Âu, châu Mỹ tới khu vực châu Á Thái Bình Dương, các quốc gia Đông Nam Á như Indonesia, Philippines, Malaysia, Việt Nam cũng căng thẳng với Trung Quốc do tranh chấp chủ quyền ở biển Đông. Vì vấn đề nhân quyền ở Tân Cương, Bắc Kinh đã nhiều lần bị ngoại giao tẩy chay và trừng phạt vào ngày 6 tháng 12, chính quyền Biden thông báo do sự vi phạm nhân quyền của Trung Quốc, Hoa Kỳ sẽ không cử phái đoàn chính thức tham gia Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022. Sau đó, các đồng minh của Hoa Kỳ, Anh, Canada và Úc cũng làm theo. New Zealand cho biết họ sẽ không cử các quan chức cấp bộ tham dự Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, nhưng lý do đưa ra là do dịch bệnh Covid. Liên minh châu Âu vẫn chưa đạt được quan điểm thống nhất về việc có nên tẩy chay Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh về mặt ngoại giao hay không. Nhưng một số quốc gia đã có những hành động riêng biệt như Litva, Áo và Bỉ. Litva nói rõ đây là một cuộc tẩy tranh ngoại giao, trong khi Áo và Bỉ từ chối tham dự vì các biện pháp phòng chống dịch bệnh của Bắc Kinh quá nghiêm ngặt. Tuy nhiên, EU đã áp dụng một loạt biện pháp trừng phạt đối với vấn đề nhân quyền ở Tân Cương. Vào ngày 6 tháng 12, Liên minh châu Âu đã quyết định tiếp tục gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và thực thể vi phạm nghiêm trọng nhân quyền ở Trung Quốc cho đến hết năm 2022 các nhà phân tích đã chỉ ra rằng quyết định này sẽ đặt Hiệp định Đầu tư Trung Quốc-EU ký vào tháng 12 năm 2020 vào tình thế khó khăn. Vào tháng 3 năm nay, 27 quốc gia EU cùng với Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Canada đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc vì những vi phạm nhân quyền quy mô lớn ở Tân Cương. Vào tháng 5, Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu để đóng băng quá trình phê duyệt Hiệp định Đầu tư Trung Quốc-EU viết tắt là CAI và hiệp định đầu tư Trung Quốc EU do đó đã bị hoãn lại vô thời hạn. Từ chối Huawei và hạn chế quyền tiếp cận công nghệ của Trung Quốc. Australia là quốc gia đầu tiên công khai cấm gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei tham gia vào mạng 5G của họ vì lý do an ninh quốc gia. Sau đó, nhiều quốc gia, Mỹ, Nhật Bản và liên minh châu Âu cũng đã đưa ra các quy định liên quan nhằm ngăn chặn các công ty Trung Quốc như Huawei và ZTE xâm nhập vào mạng của chính họ. Canada vẫn chưa quyết định có cho phép Huawei tham gia cung cấp thiết bị mạng 5G hay không. Trong khi Canada cũng là quốc gia duy nhất trong liên minh chia sẻ thông tin tình báo ngũ nhãn gồm Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Úc và New Zealand chưa thực hiện quyết định về vấn đề Huawei. Ngoài ra, Hoa Kỳ, Anh và Nhật Bản đều đã ban hành các chính sách liên quan để hạn chế sinh viên nước ngoài, đặc biệt là sinh viên Trung Quốc học cái gọi là công nghệ nhạy cảm liên quan đến an ninh. Những chuyên ngành công nghệ nhạy cảm này được coi là chất bán dẫn, người máy, vân vân. Hoa Kỳ và châu Âu đã liên tiếp đưa ra các kế hoạch thay thế cho vành đai và con đường. Kế hoạch một vành đai một con đường, một dự án hàng đầu của ông Tập Cận Bình cũng đã bị thách thức. Vào tháng 4 năm nay, Úc đã hủy bỏ hai hiệp định vành đai và con đường đã ký giữa bang Victoria và Trung Quốc. Vào tháng 5, Bộ Quốc phòng Úc đã công bố một cuộc đánh giá an ninh mới đối với hợp đồng thuê 99 năm của tập đoàn Landbridge Trung Quốc đối với cảng Darwin ở Bắc Úc để xác định xem liệu nó có gây rủi ro cho an ninh quốc gia hay không. Việc đánh giá hiện tại đã kết thúc và dự kiến chính phủ Úc sẽ đưa ra quyết định vào năm 2022. Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đã đề xuất các kế hoạch cơ sở hạ tầng toàn cầu của riêng họ. Vào ngày 1 tháng 12, Ủy ban châu Âu đã công bố kế hoạch đầu tư 300 tỷ euro, tương đương với 340 tỷ đô la Mỹ trên toàn cầu cho các dự án cơ sở hạ tầng, kỹ thuật số và khí hậu vào năm 2027 như một phần để thay thế sáng kiến một vành đai một con đường của chính quyền Trung Quốc. Hoa Kỳ đã đưa ra giải pháp thay thế của riêng mình vào tháng 6. Sáng kiến xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn Build Back Better World B3W. Kế hoạch này cung cấp hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng cho các nước đang phát triển. Ngoài ra ở Đông Nam Á, Châu Phi và Châu Mỹ Latin, một số nước đang phát triển cũng đã áp dụng chiến lược kép tiếp xúc và phòng ngừa trước Trung Quốc. Có thể thấy, năm 2021, Trung Quốc đã trở thành tâm điểm trong các vấn đề quốc tế. Sự trỗi dậy và ngày càng hung hăng của quốc gia này đã khiến cho cộng đồng quốc tế lo ngại. Mặc dù Mỹ và đồng minh đã đưa ra cách tiếp cận cứng rắn hơn, nhưng theo giới quan sát, dường như vẫn không đủ để khiến cho Bắc Kinh lo ngại, khi họ vẫn nắm giữ trong tay quyền lực mềm của nền kinh tế. Thực tế, rất nhiều hãng xưởng lớn của Mỹ Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn đang làm ăn hợp tác tại Trung Quốc đại lục và họ đang không ngừng vỗ béo Trung Quốc. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Phản ứng của robot khiến nhiều người phải lo lắng. Một cỗ máy được giới thiệu là robot hình người tiên tiến nhất thế giới đã khiến cho nhiều người phải lo lắng. Sau khi robot phản ứng với sự khó chịu rõ rệt và nắm lấy tay của một nhà nghiên cứu xâm phạm cái gọi là không gian riêng tư của nó. Đoạn video được đăng tải cho thấy robot được gọi là Ameca đã quan sát một ngón tay đang di chuyển, sau đó nhíu mày và ngả người ra sau khi ngón tay đến gần. Sau khi nhà nghiên cứu chạm vào mũi của robot, nó đã nắm lấy tay của người này và gạt đi. Theo Archie, robot Ameca rất giống người thật. Robot này do công ty Engineers của Anh phát triển, được quảng cáo là bộ mặt tương lai của robot và là nền tảng robot hình người hoàn hảo cho sự tương tác giữa người thật và robot. Chia sẻ đoạn video trên YouTube, công ty chế tạo robot có trụ sở tại Coldwell cho biết Omega sẽ phản ứng khi có vật thể lạ xâm nhập vào cái gọi là không gian riêng tư của nó. Các nhà phát triển nói rằng hành động của robot ban đầu khiến họ kinh ngạc và họ đã quen với điều đó. Omega được cho là có toàn bộ cảm xúc của con người cùng với chuyển động mắt vào khuôn mặt chân thực như con người, trong khi hầu hết người xem video đánh giá cao robot này, một số người theo dõi trong trạng thái vừa phấn khích vừa sợ hãi. Một tài khoản Twitter đã bình luận, sự tương tác giữa robot và người thật chính là cảnh báo sớm về những mối nguy hiểm do công nghệ gây ra. Trong khi đó, tại Trung Quốc, các nhà khoa học của Viện Kiểm sát Nhân dân Phố Đông, Thượng Hải vừa cho biết đã phát triển thành công robot công tố viên AI có thể đưa ra cáo buộc với độ chính xác lên đến 97% dựa trên thông tin mô tả về vụ án. Theo các nhà nghiên cứu, robot công tố viên được đào tạo nhờ tiếp nhận thông tin từ hơn 17.000 vụ án kể từ năm 2015 đến năm 2020. Cho đến nay, robot có thể đưa ra cáo trạng với độ chính xác cao đối với 8 loại hành vi phạm pháp thường thấy nhất ở Thượng Hải, bao gồm gian lận thẻ tín dụng, vận hành đường dây đánh bạc, lái xe ẩu, cố ý gây thương tích, cản trở người thi hành công vụ, ăn cắp, gian lận và gây rối trật tự nơi công cộng. Trao đổi với báo South China Morning Post, giáo sư Shi Zhang, giám đốc phòng thí nghiệm Big Data của Học viện Khoa học Trung Quốc, người đứng đầu dự án này cho biết. Kế hoạch chế tạo và phát triển robot công tố viên AI là nỗ lực giảm tải khối lượng công việc của các công tố viên, cho phép họ tập trung vào những vụ án phức tạp hơn. Theo giáo sư này, các thiết bị AI khác, robot công tố viên AI có thể tiếp tục cải thiện khả năng đưa ra cáo buộc sau những đợt đào tạo khác trong tương lai. Dự kiến, robot công tố viên sẽ có khả năng tham gia vào những vụ án phức tạp hơn và đưa ra nhiều cáo trạng hơn đối với một nghi phạm cụ thể. Thưa quý vị, Phần tin vừa rồi đã kết thúc mục tin tổng hợp sáng ngày 27 tháng 12 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.